Phương Nam TV. Trang trại đại đường Phương Nam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mình tin chắc rằng có hàng trăm người, có hàng nghìn người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đại điểu đang chờ đón cái video này của bên mình. Cái video này của bên mình là chính là dành cho tất cả các quý vị và các bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đại điểu. Cái video này đó là sự tri ân đối với khách hàng của bên mình. Mình xin được thông báo cho tất cả các quý vị và các bạn được biết là bên mình đã quyết định điều chỉnh giá đại điểu giống cho giai đoạn 1 tháng tuổi cung cấp cho quý vị và các bạn xuống còn 2.150.000. Đó là một sự tri ân dành cho tất cả các quý vị và các bạn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thực tế ra thì cái việc điều chỉnh giá của bên mình đã diễn ra cách đây là hơn 2 tuần rồi. Nhưng mà hôm nay bên mình mới có thời gian để làm cái video này chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn. Nên là bên mình sẽ thông báo là bắt đầu kể từ ngày hôm nay các bạn nhé. Kể từ ngày hôm nay, trang trại đại điểu Phương Nam sẽ cung cấp đại điểu giống cho tất cả các quý vị và các bạn. Đại điểu giống trong giai đoạn 1 tháng tuổi có giá là 2.150.000 một con các bạn nhé. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là tại sao trang trại đại điểu Phương Nam lại quyết định điều chỉnh cái giá đại điểu giống? Tại sao trang trại đại điểu Phương Nam lại quyết định làm một cái video tri ân khách hàng? Câu trả lời thì hết sức đơn giản thôi. Trong thời gian qua thì bên mình nhận được rất nhiều cái sự quan tâm, sự tin tưởng của tất cả các quý vị và các bạn. Bằng chứng là bên mình nhận được rất nhiều các cái ý kiến đóng góp của tất cả các quý vị và các bạn để cho cái quá trình hoạt động kinh doanh của trang trại đại điểu Phương Nam ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, cái chất lượng của đại điểu giống của bên mình ngày càng trở nên được tốt hơn. Chính vì những yếu tố đó thì bên mình đã có sự tính toán và quyết định tri ân khách hàng của bên mình bằng cách là bên mình sẽ điều chỉnh cái giá đại điểu giống cung cấp cho quý vị và các bạn. Cái giá mà trước đây bên mình đang cung cấp đại điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi là 2.300.000 một con. Thời điểm hiện tại thì bên mình sẽ điều chỉnh xuống còn 2.150.000 một con. Đó là sự tri ân dành cho tất cả các khách hàng của bên mình. Cái lý do tiếp theo là trong quá trình hoạt động kinh doanh của trang trại đại điểu Phương Nam thì bên mình luôn luôn lấy cái thương hiệu, lấy cái uy tín chất lượng đặt lên hàng đầu. Bên mình luôn luôn lấy cái việc mà mang lại cái giá trị cho khách hàng của bên mình là yếu tố quan trọng nhất. Cái cách làm việc của bên mình là win-win, hai bên cùng có lợi. Bên mình luôn luôn đặt cái lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Bởi vì chỉ khi khách hàng của bên mình nhận lại được những cái giá trị thì bên cạnh đó thì bên mình cũng sẽ nhận lại được những cái giá trị từ khách hàng của bên mình. Cách làm việc là win-win, hai bên cùng có lợi các bạn nhé. Trong cái video này thì mình cũng xin được cung cấp lại cái thông tin của trang trại đại điểu Phương Nam cho tất cả các quý vị và các bạn nhé. Trang trại đại điểu Phương Nam tại địa chỉ thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, chuyên cung cấp đại điểu giống, thu mua đại điểu thương phẩm, bán buôn bán lẻ thịt giò và trứng đại điểu. Khi quý vị và các bạn hợp tác với trang trại đại điểu Phương Nam thì quý vị và các bạn nhận được cái vô vàn những cái giá trị mà bên mình mang lại cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là bên mình cam kết cung cấp cho quý vị và các bạn những con đại điểu giống chất lượng nhất. Thứ hai là bên mình cam kết bảo hành về đại điểu giống cho tất cả các quý vị và các bạn. Thứ ba là bên mình cam kết thu mua lại đại điểu thương phẩm cho tất cả các quý vị và các bạn. Thứ tư là bên mình cam kết thu mua lại đại điểu thương phẩm với cái giá là hợp lý nhất, có lợi nhất cho khách hàng của bên mình. Đó là những cái giá trị mà bên mình cam kết mang lại cho khách hàng của bên mình. Còn liên quan đến bảo hành đại điểu giống thì mình xin được chia sẻ như sau. Bên mình cam kết bảo hành đại điểu giống trong 100% trong 2 ngày đầu. Tức là kể từ khi quý vị và các bạn nhận được đại điểu giống bên mình chuyển giao. Trong 2 ngày đầu tiên thì bên mình sẽ bảo hành 100% cho tất cả các quý vị và các bạn khi đại điểu của quý vị và các bạn xảy ra chết chóc liên quan đến chất lượng đại điểu giống. Và trong vòng 1 tuần kể từ khi mà quý vị và các bạn được chuyển giao đại điểu giống, quý vị và các bạn mà không ưng về chất lượng đại điểu giống thì bên mình sẽ đổi hàng cũng như là quý vị và các bạn được phép trả lại hàng cho bên mình. Đó là những cái cam kết về chất lượng mà bên mình dành cho tất cả các quý vị và các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề là thu mua đại điểu thương phẩm. Hiện tại thì bên trang trại đại điểu Phương Nam thu mua đại điểu thương phẩm với giá là 75.000 một kg hơi. Đó là bên mình trực tiếp về tận cơ sở của quý vị và các bạn thu mua. Còn nếu quý vị và các bạn mà chuyển đại điểu thương phẩm về trang trại của bên mình thì bên mình sẽ thu mua với giá là 80.000 một kg hơi. Đấy, mình xin chia sẻ những cái tất cả những cái giá trị như vậy, tất cả những cái thông số như vậy để quý vị và các bạn yên tâm khi quý vị và các bạn hợp tác với trang trại đại điểu Phương Nam. Quý vị và các bạn sẽ không còn bất kỳ những vướng mắc hay là đắn đo gì hay là thắc mắc gì trong quá trình hoạt động kinh doanh cả. Quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm khi khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh đại điểu.
quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Khi quý vị và các bạn có sản phẩm thì quý vị và các bạn sẽ bán được với cái giá là hợp lý nhất. Cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc video thì mình xin được chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn những con đà điểu giống đang trong giai đoạn 1 tháng tuổi hiện đang có tại trang trại đà điểu Phương Nam. Những con đà điểu giống này thì bên mình thông thường thì khách hàng của bên mình đã đặt hàng trước rồi. Những đà điểu giống hiện có tại trang trại của đà điểu Phương Nam thì đều đã có đơn hàng trước. Bên mình sẽ chuẩn bị đà điểu giống và chuyển giao cho các khách hàng của bên mình đã được đặt hàng. Còn khi quý vị và các bạn đặt hàng liên hệ đặt hàng tại bên trang trại đà điểu Phương Nam thì quý vị và các bạn sẽ có thời gian nhất định để chờ đợi, ví dụ như là một vài ngày hoặc là một tuần gì đó, hoặc là có thể là 2 tuần, tùy thuộc vào cái số lượng đà điểu hiện có tại trang trại đà điểu Phương Nam các bạn nhé. Cái video này mình xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.